Các bạn có chuẩn bị? Và tất nhiên là một chiếc Samsung Galaxy Note 3 đang hoàn toàn bình thường về phần cứng, hoặc là nó chỉ bị treo về phần mềm, hoặc là các bạn có chạy ROM thôi, phần cứng hoàn toàn bình thường. Một chiếc cáp micro USB, chiếc cáp mà được Samsung tặng theo máy loại 3.0 cũng được. Nó có đầu to này, các bạn để cắm điện thoại và máy tính. Hoặc là không có chiếc cáp này thì các bạn có thể lấy chiếc cáp USB 2.0 bình thường. Nó như này, đây rất là sẵn, rất là nhiều máy sử dụng. Nó phần chung các máy đều dùng lại cáp này cũng được. Loại này thì chạy chậm hơn loại kia một chút, nhưng mà cũng chả sao. Mình thường hay dùng loại này, là 3.0 mình cũng ít thời gian ít dùng. Nó chẳng khác gì, chẳng qua nó có một thêm một phần cấp điện riêng thôi, chẳng khác gì nhau cả. Và một chiếc máy tính, tốt nhất là các bạn nên có một chiếc máy tính laptop có pin và đang chạy hệ thống Windows 7 như của mình đây. Và về phần mềm thì các bạn chuẩn bị một phần mềm, đó là phần mềm Odin. Phần mềm này dùng để chạy ROM gốc cho những chiếc máy Samsung có các thuộc của Samsung, và một cái driver và một file chuyển vùng. Hai rất quan trọng để các bạn không biết vùng của các nước thì các bạn có thể dùng file này để chuyển vùng, và một file ROM tất nhiên như vậy. Ở đây mình có file ROM của thị trường Philippines với đuôi là BD5. Các đồng ở file số 3 là phần xung là đuôi là BD5 TR. Thì đây mình dùng file BD5. Bây giờ ném file C chuyển vùng ra thì nó có định dạng file là .pit PIT, rất là nhẹ nhưng rất là quan trọng. Cái này có thể để chúng ta chuyển vùng sang nước khác. Và phần Odin mình dùng là phần mềm Odin 3.07 này. Và mình cài đầu tiên, các bạn sẽ cài driver cho máy của các bạn. Thì ở đây mình cài sẵn rồi, mình cài driver đây. Và bây giờ mình sẽ khởi động phần Odin lên, Odin 3.07. và giao diện khá là dễ sử dụng, và các bạn có thể nhìn thấy chữ PIT ở đây, rất là trực quan. Các bạn dùng chữ PIT và các bạn đã biết là cái file .pit kia sẽ chạy ở khu vực nào. Các bạn mình sẽ ở đây các bạn tên dùng. Và các bạn chọn file chấm pit, xuống dưới chúng ta chỉ quan tâm đến phần PDA. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn file ROM MD5 chúng ta vừa đào về, còn phần trên cùng phần boot có phần ở dưới chúng ta không quan tâm, chỉ chọn quan tâm đến phần PDA thôi. Thì bạn chọn sẽ bị đứng lại một lúc như thế này. Thì bây giờ chúng ta thao tác trên điện thoại. Các bạn chắc chắn là điện thoại các bạn tắt hẳn nguồn. Thì để chắc chắn hơn các bạn có thể tháo pin. Tháo pin ra trong vòng 3 giây. Rồi 3 giây rồi nó lắp lại. Rồi sau đó chúng ta vào chế độ đo mode bằng cách ấn phím nhỏ tiếng, phím home và giữ phím nguồn. Giữ 3 phím này. Rồi nó vào như này thì các bạn ấn to tiếng để tiếp tục. Nên ấn nhỏ tiếng nó sẽ hủy bỏ. Rồi vào đo mode này các bạn lưu ý là tất cả các knock đều không như không. Là máy hoàn toàn như lúc muốn xuất xưởng, không bị rốt hay bị thế nào. Bây giờ chúng ta cắm cáp vào. Chúng ta cắm cáp vào. Vâng. Và để chắc chắn thì chúng ta có thể lắp lưng vào, để trong trường hợp bị chạy các bạn không bị rơi pin ra. Vì như vậy, trường hợp như vậy thì các bạn máy sẽ xin cái lỗi. Và lưu như vậy là không được để rơi pin ra như vậy. Thì tốt nhất là các bạn lắp pin vào, lắp lưng vào. Thì trên điện thoại nó nhận ra cổng com, trên máy tính nhận ra cổng com màu xanh. Và nó nhận ra file ROM như thế này. Thì chúng ta ấn nút Start để bắt đầu. Đó, máy tính bắt đầu chạy iBoot. Đó, chạy vượt qua khu vực này thì gần như đã hoàn thành, máy sẽ không bị xảy ra lỗi. Đó, bắt đầu chạy file system, cái quan trọng nhất của hệ thống, nó là file hệ thống. Và trên điện thoại bắt đầu báo, phần đó là boot bắt đầu báo chạy. Đó, sẽ các bạn đợi rất là lâu. Các bạn đợi phải trong vòng 10 đến 15 phút. Chạy ROM cho Galaxy Note 3 rất là lâu. File từ nó file lâu nhất. Đây mình sẽ cho nó chạy nhanh hơn. Rất là lâu. Thì các bạn lưu ý là trong trường hợp nó khi máy đang chạy này như thế này, các bạn để nguyên tình trạng, không được rút cáp, tránh ảnh hưởng, không được động vào tránh ảnh hưởng đến máy. Như bị tuột cáp hoặc là máy tính bị ngắt thì nó sẽ dễ sinh ra lỗi cho máy.
đã gần hoàn thành rồi. Rồi máy tab reset lại. Thì các bạn lưu ý là bây giờ nó đang vào chế độ recovery, nó báo nó vào recovery. Nhưng thực tế thì nó không núi của các bạn đi. Như này như các bạn sẽ ROM màu Odin nó chỉ cài đè thôi. Nó không xóa hết dữ liệu của các bạn đi. Thì trong trường hợp này, khi các bạn đổi tiếng, đổi chuyển vùng thì nhiều lúc nó chỉ hiện được lên phần logo Samsung như này thôi, nó không khởi động được vào bên trong. Thì như vậy các bạn có thể chạy lại ROM như vừa giờ mình hướng dẫn một lần nữa là có thể vượt qua được. Còn trong trường hợp mà nó hiện được logo Samsung khởi động như này là các bạn gần như hoàn thành rồi. Nhiều trường hợp bởi vì là cái này nó chạy nó không wip nên là nó sẽ bị treo ở trong cái khu vực Samsung như này. Thì cái máy của mình hiện lên rồi nhưng mà nó bị treo thì sao? Thì chúng ta sẽ vào recovery để wip nó đi thì nó sẽ không bị treo. Như mình làm đây thì mình hướng dẫn các bạn, bạn tháo pin ra và lắp lại. Trường hợp nó bị treo nó lên như vậy thì không sao. Bật nút ngược lại vào đan mốt, bật nút to tiếng, nút home và nút nguồn như này. Nó hiện logo Samsung và phần vào recovery ở bên trên màu xanh như thế này là các bạn đã có thể vào recovery. Nó hiện logo đảo ngửa, các bạn chờ một lúc đó nó sẽ hiện vào phần recovery. Bây giờ các bạn chọn đến VIP Data Factory Reset, chọn yes trong trường hợp bị treo logo như thế này. Đó, nó sẽ format data, format của những cách và hoàn thành. Đó, như vậy là các bạn đã wip xong. Thì các bạn lưu ý trong hộp các bạn wip như này thì nó sẽ mất hết dữ liệu. Nếu mà các bạn chạy đè bị treo logo thì các bạn cũng không nên là cố cứu lấy dữ liệu gì, bởi vì là nếu bị treo logo bạn chạy wip như này nó sẽ mất hết dữ liệu. Rồi bây giờ nó khởi động lên. Thì các bạn lưu ý đến các bạn là lúc nó khởi động lần đầu như này thì sẽ rất là lâu, nó rơi vào tầm khoảng 2 phút. Nên các bạn kiên nhẫn chờ đợi. Và chỉ có một lưu ý là khi các bạn chờ đợi thì cái màn hình logo khởi động của Samsung lúc nào nó phải nháy xanh, nháy hiện lên. Chứ nó không được đứng nguyên, nếu nó đứng nguyên là nó đã bị treo logo, nó nháy xanh như này. Và lưu ý như vậy, đó, nó có lên xanh như này, được. Khi vào điện thoại rung một cái và có đợi khoảng 2 phút thì điện thoại rung một cái và nó sáng đèn phía dưới là nó đã lên, chuẩn bị lên. Họ như này đã lên và mặc định vừa giờ mình chạy ROM của Philippines, mặc định là tiếng Anh Philippines và nó có sẵn tiếng Việt. Họ như thế này. Và chiếc máy mình cầm trên tay này là chiếc máy của thị trường Pháp. Bản thân nó không có tiếng Việt và bây giờ mình đã chạy được tiếng Việt vào. Đó. Tiếng Việt rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Như chiếc máy Samsung Galaxy Note 3 của thị trường có tiếng Việt và thị trường Việt Nam. Tiếng Việt rất là mình sẽ xem nó là phiên bản nó là bao nhiêu. Và nó là phiên bản mới nhất Android 4.4.2 từ trường Philippines, hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ và các bạn không hề phải rốt. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái phần nóc sò còn không như không hay không. Pin vào lại chế độ download mode, nhỏ tiếng, home và nguồn. Ấn to tiếng lại tiếp tục. Coi như các bạn nhìn thấy là phần cơ nốc và các phần còn lại đều là không, vẫn còn y nguyên như lúc mới xuất xưởng. Chạy ROM theo kiểu này sẽ không bị mất mà vẫn có tiếng Việt bình thường. Rất đơn giản thôi. Trong trường hợp các bạn bị treo logo, lỗi về phần mềm, hoặc là các bạn muốn chạy tiếng Việt mà không muốn mất cửa đốc thì các bạn có thể làm theo cách của mình. Không có gì phức tạp cả, rất là đơn giản. Và trong trường hợp này nếu mà chạy lần đầu không được thì các bạn chạy lần thứ hai. Đó, các bạn theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại.